sáng ngày 14 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyền đã tổ chức phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa tổ chức chương trình phúc lợi cho cán bộ đoàn viên. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên trước người lao động đang công tác làm việc tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyền tiếp cận các dịch vụ trong lĩnh vực khám chữa bệnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa. Tạo điều kiện để cán bộ viên chức người lao động tham gia các chương trình kiểm tra sàng lọc, đánh giá sức khỏe định kỳ. Đăng ký bố trí thời gian cho cán bộ viên chức người lao động tham gia. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe ưu đãi đến cán bộ viên chức người lao động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện ưu đãi, giảm giá đối với các dịch vụ xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ viên chức, người lao động trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại nhà, cung cấp dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả tại nhà khi cán bộ viên chức, người lao động có nhu cầu. Đồng thời, được đội ngũ y bác sĩ của công ty trách nhiệm hữu hạn Meditech Thanh Hóa tiến hành khám tư vấn sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc, dấu ấn ung thư gan. Ngoài ra, các cán bộ, đoàn viên và người lao động có nhu cầu sử dụng các dịch vụ xét nghiệm khác như tổng quát sức khỏe cơ bản, sàng lọc dấu ấn, ung thư sớm, các loại như tầm soát nghi cơ, ung thư vú, tầm soát nghi cơ, ung thư, đường tiêu hóa, đại trực tràng, xét nghiệm run sán, di ứng, kiểm tra vi chất dinh dưỡng, vân vân. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, của trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện tới sức khỏe của cán bộ công chức viên chức người lao động qua đó giúp đoàn viên người lao động kịp thời phát hiện những bệnh lý nguy hiểm ở giai đoạn khởi phát để điều trị sớm